Hello, chào mừng quay trở lại với channel Văn Tùng và đến với dự án đường trên của The Side, top lane của Weibo Gaming. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với kèo đấu khu vực đường trên giữa Ash cùng với Darius. Kèo này thì mình đã từng làm một clip trên fanpage rồi và ngày hôm nay mình xin phép được làm full game để cho anh em theo dõi toàn bộ game đấu diễn ra như thế nào. The Side cũng được biết tới như là một người chơi đường trên có khả năng dùng rất là nhiều vị tướng tay dài thành thạo, đặc biệt là những con như là Akshan, Zay, Kalista, rồi thậm chí là Sayah, Syndra các kiểu nữa, Nidalee nữa. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với con Ash TikTok của The Side để xem The Side sẽ hit and run như thế nào nha. Let's go! Ok, ngọc tái tổ hợp này có cái gì đây? Nhịp đỡ chết người chắc chắn rồi, nhịp đỡ chết người để lấy tốc độ đánh cộng thêm hiện diện trí tuệ, hiện tại tốc độ đánh cùng với nhát chém ân huệ, bảng phụ mang áo tràng mây để lấy tốc hành cùng với một cái tăng thêm tốc độ di chuyển cái mau lẹ. Nó không có cái vật tốt tiếp cận nha, tức là làm chậm đối phương thì bạn có thể đây không có vật tốt tiếp cận anh em ạ. Bên kia có Zerat, Lucian và tất nhiên Darius đi top rồi, đỡ sai được quyền last pick à? Không phải là last pick mà là counter pick bên phía đội một anh em ạ. Vẫn là team một nhưng mà được quyền counter, được quyền pick sau so với Darius phía bên kia. Bên kia là Darius 2 triệu thông thạo nha các bạn, 1 triệu chín mấy chục ấy, cũng là khá căng ở mức rank kim cương Hàn Quốc. Ở đây là super arc của The Side, như là super arc nên là có mức rank elo ẩn là khá cao. Có Ashe cùng với Sejuani thì cặp này có CC với nhau rất là tốt rồi. Ở The Side là một người đi đường trên mà có cái kỹ năng đi đường hit and run bằng những cái tầm đánh rất là tốt và tận dụng tốt cái sải tay dài của những vị tướng tay dài để có thể đè lane, đặc biệt là con Kalista The Side thì khỏi phải nói rồi ha. Ai mà từng đi top mà gặp con Kalista biết sự khó chịu của nó như thế nào. Oh, 0.74 tốc độ đánh là tốc độ đánh khá cao đấy. Kèo này ở cấp 1 con Darius thì không thể nhìn mặt con Ashe này được. Bị nó thả diều cho tới chết luôn các bạn. Làm chậm và làm chậm liên tục luôn, không biết Darius ván này có lên kiểu giấy bạc hay không. Nó làm chậm liên tục, không nhích nổi chân luôn các bạn. Cho nhằm nhỏ tiếng tiếng in game đi một chút cho nó đỡ bị nhạc nha anh em nhé. Và sao để tiếng in game cũng khá bé, để tiếng mic thì to. Dưới bên kia là có Belvet, cặp đôi đường dưới là Jhin cùng với Sona. Như vậy thì đam ở khu cánh trên sẽ phụ thuộc rất nhiều vào đờ sai đấy nhá. Orianna đầu trận cũng không có nhiều đam lắm đâu. Tính bên kia về cuối game thì cũng khá là lù đù với Belvet, Zerat cùng với Darius. Có Lucian nó có vẻ là cơ động hơn một chút với Yuumi. Nào để xem cơ động một xử lý đến từ đờ sai như thế nào với những đòn đánh tay cấu rỉa nhấp nhả các bụi hay là sao đây. Không thấy Darius đâu này. Chưa biết Darius có trong bụi hay không, nếu mà phải check vào bụi quả này là rất dễ đi đấy anh em nhé. Phải check vào bụi bị Darius đánh tay W phát thôi là thấy cũng có biến rồi. Như vậy Darius chủ động lộ diện với Kindoran và ngọn gió thứ hai. Và sau đó thì The Side sẽ cố gắng ăn lính ba con gần này bằng cú W và sau đó thì cấu rỉa như thế nào sau ba con gần này đây, cú Q đến từ Darius. Q Darius ăn được ba con gần nhưng sau đó thì ăn hai hit đánh tay vào đầu. Ba con gần thì The Side đã hit dễ rồi. Bước lên trước đợt lính không cho hit kinh nghiệm con xa luôn này. Làm chậm, không cho hit kinh nghiệm con xa luôn anh em ơi. Mất một kinh nghiệm con xa đến Darius rồi. Tay của Ashe là cực kỳ dài nha. Đây là định nghĩa của việc không được chơi điện tử này anh em này. W đánh tay lính đánh xa bắt đầu trả đam vào đợt sai rồi. Ủa đã rớt mất nửa cây, quay người trở lại lát hit ha, lát hit mượt không trượt bất kỳ set nào đến từ đợt sai cả. Nếu là tốt đó là 12 trên 12 anh em. Ưng tiễn ở cấp độ 2 bắn luôn không cần quy, ưng tiễn bắn ra vẫn thấy con red kìa, thấy đối phương đã ăn chim rồi nha. Bé vét đang khởi động chim anh em ơi. Ok. Vẫn đang là một tình huống lát hit rất tốt đến từ The Side và chưa có dấu hiệu hụt bất kỳ một CS nào. Còn Darius cấp độ 2 thì hụt mất con rồi. Darius cấp độ 2 thì không biết là phải làm cái gì trước đợt lính to đến như vậy. Rừng đang bị xâm lăng à? Belvet dám xâm lăng rừng à? Vãi nổi ạ, à? không sợ The Side vào à? Cái wave này chỉ là phà phá để con Sejun ăn rừng chậm tránh việc nó lên đai con Darius thôi anh em ạ. Một cú Q gì ăn lính đấy từ Darius ngay lập tức ăn lại hai hit đánh tay. Pha được 4 CS, mỗi CS đều phải trả lại những hit đánh tay vào đầu đến từ vị trí của Darius. Rừng vẫn đang có một tiếng tranh chấp diễn ra. The Side sẽ đẩy nhanh cái đợt lính thứ tư này vào. Và lát hit từ The Side cũng đã trượt tương đối rồi đấy. 22 trên 25 nha anh em nhé. Đánh tay giật ra luôn này. Cái trick đánh tay để giật ra không bị hit đánh từ trụ thì mình đã giới thiệu các bạn rồi. Những con tay dài như Ashe thì thực ra cũng không cần thiết lắm. Sejun đang đi tìm kiếm vị trí của Belvet rồi, đánh tay liên tục đừng để kéo E trong trụ anh em nhé.
bật quy kìa, ua hit and run kìa, full stack nhịp độ tầm đấy là cực kỳ xa. Darius ăn con lính nào là trả máu con lính đấy, chỉ còn 200 máu đến từ Darius mà thôi. Bấm bình lên từ tầm 300 máu rồi. Sejun đi đâu lên đai chủ bạn ơi, heo ơi lên đai đây heo ơi. Bấm bình lên đấy từ Darius, con Darius đánh khiên thì nó hồi phục giả dích thôi. Để một hồi thì nó cũng hồi lại tương đối nhiều máu đấy nha. Đang rất nỗ lực cấu rỉa đến từ sai rồi. Nhưng mà khi nó hồi lại cho Darius lúc này lên tới tầm 500 máu ạ. 13 so với 28 CS. Đúng là thở oxy. Kèo này chỉ có kêu dừng lên thôi anh em ạ. Mà Sejuani ăn từ dưới lên như vậy thì tỷ lệ Velvet gank chết được con át này là rất thấp. À, tốc độ đánh không đủ cao để lát hit con lính vừa rồi rồi. Vẫn đang chăm chú vào việc lát hit trước, còn Harad thì tính sau. Chăm chỉ farm đã anh em ạ. Món đầu tiên mà con Ashe hướng tới sẽ là một cái suy vong anh em nhé. Khi có suy vong, tốc độ đánh cùng sát thương thêm và thêm cả khả năng trụ đường đến từ hút máu, thêm cả cái hiệu ứng kích hoạt của suy vong nó cũng là rất ngon để thả diều đến từ Ashe. Nhưng mà tối kỵ là level 6 để con Darius nó kéo E nhé. Darius nó kéo E trúng thì nhiều khi vẫn gãy. Belvet đang lên làm gì đấy bạn ơi? Belvet đang lao lên với một tiếng chỉ là lấy cái tốc hành của Darius mà thôi. Darius trả sát thương lại, Belvet chỉ còn lại khoảng chừng 200 máu và Sejuani đâu nhỉ? Đánh tay giật ra liên tục vào đằng sai, gần như là không mất máu, không đi đường. Đánh tay giật ra một nhịp trụ không bắn các bạn thấy không ạ? Cứ căn hít đánh từ trụ vào lính thì mình đánh vào tướng và sau đó giật ra là kịp. Cái trick này mình đã giới thiệu với các bạn rồi nhá anh em nhá. Và Darius vẫn tiếp tục kêu Belvet lên bắn cho cái E cho mày biết tao bị lộ vị trí này. À, cho mày biết mày đã bị lộ vị trí luôn. Belvet vẫn đang muốn cứu Darius. Vì thực sự lúc này thì không cứu cũng không nổi. Kèo này mà không cứu thì đúng là thở oxy thật. Lát hit trượt nhưng mà đã có đại băng tiễn rồi. Tôi nghĩ con Belvet còn tầm 200 máu không dám lên nữa đâu. Cái đại băng tiễn thẩm thời điểm này nó có rồi thì con Belvet lên chỉ có hiến hiến xác. Lên lấy được cái tốc hành của Darius mà thôi. Đường dưới đang có đánh nhau nhưng mà Darius bắn chiều cuối xuống dưới thì sẽ khá là khó trúng. Xếp nó lại để bắn con Darius ngon hơn anh em ạ. Darius vẫn còn lại khoảng chừng nửa cây máu, vẫn đang cố gắng đứng lại khu đường trên để có thể đón lính không dám về. Về thì thật kinh nghiệm trông thấy rồi. Cú quy vừa rồi ăn lính cũng không được nữa. 600 máu còn lại đến từ Darius. 48 CS so với 23. Một tiếng đánh tay Q rất nhanh đến từ side và cho thêm 2 hit Q nữa thì Darius hiện tại bắt đầu tụt máu nhiều. Nguy cơ bị solo kill cũng là có khi mà có cái đại băng tiễn tầm xa như thế này, đứt đánh tay. Đánh tay Q đánh tay, đại băng tiễn đánh tay đánh tay. Đánh tay một tiếng kéo E xịt đến từ Darius thì cút thôi, tốc biến không kéo E được thì cút. Solo kill cho side và không mất phép bổ trợ, chỉ mất chiêu cuối mà thôi. Một tiếng tốc biến kéo E fail đến từ Darius xử lý kỹ năng fail rồi. Và các bạn thấy là phun số nhịp độ nó thả diều rác cỡ nào rồi. Quả đấy kéo E trúng thì Darius thực ra vẫn còn flash để flash ra. Darius bấn quá làm liều rồi anh em ạ. Quá là ức chế đi. Làm clip như thế này thì anh em lại bảo dạy hư rank Việt. Nhưng mà thực sự là... mình đang giúp cho các bạn có một cái nhìn khác về những con tướng tay dài đường trên nó khó chịu đến như thế nào. Darius thực ra lại không đánh vay bu nhiều. Kalista, Axan các thứ thì có. Belvet xuống cánh dưới đánh nhau rồi. Seju sẽ có được con Red và không biết lên cấp 6 kịp hay không. Không kịp. Mà có 7 phút thì không lên 6 kịp rồi. Đó sao vẫn còn hai spell anh em nhá. Kể cả là một tình huống mà con Darius nó kéo E trúng nha các bạn. Thì được sai pha vừa rồi cũng có thể thả diều được. Vì Darius đây nó mất máu nhiều quá rồi. Nhưng mà lần ra đường này con Darius đã có thêm đồ, đặc biệt là nó có giày thép gai chẳng hạn. Thì không dễ để làm điều đấy nữa nha. Để nó kéo E trúng là rất nguy hiểm đó các bạn. Bởi vì Darius nó kéo E chúng nó 5 stack, nó tốc hành, nó bổ chiêu cuối sát thương của nó rất rác. Tất nhiên là Ashe sẽ cần phải tận dụng cái tay dài của nó rồi. Đây là một game đấu cho thấy rất rõ cái tương quan về mặt chất tướng tay dài và tay ngắn nó như thế nào. Tay dài có lợi thế từ tầm đánh, cấu rỉa. À? Nhưng để một đấu sĩ tiếp cận thì cái chỉ số cộng thêm đến từ đấu sĩ nó rất to nha các bạn. Tay nó ngắn nên là nó bù lại chỉ số đến từ giáp, máu, đam tay đều rất to. Và các bạn thấy cái việc cấu rỉa dưới trụ khi mà căn hit đánh từ trụ để cấu rỉa nó hiệu quả như nào chưa? Tốc hành lên kéo chúng thôi xong rồi từ nhà đến trường 5 stack là chắc rồi đấy. Chắc chắn 5 stack rồi đấy. Bắn chiêu cuối quãng thả diều flash đứt tùm lum ta đến từ vị trí đờ sai. Quy rìa vẫn dính 4 stack rồi. 5 stack và chiêu cuối giữa đầu là đi thôi. Đi rồi. Mà bắt tôi rồi đờ sai ơi. Đợt sao cũng đang tự nhận ra là ủ đủ má mình vừa solo kill nó mà ta. Mình gác nó tầm 40 CS mà ta.
Nó mất tốc biến phát trước nó đánh lỗi mà ta. Vào đủ tầm nó kéo E một phát, nó tốc hành lên nó lấy 5 stack. Nó bổ cái R. Tay dài cực kỳ mỏng. Chỉ có 59 giáp mà thôi. Và khi mà nó đã kéo về gần để cận chiến rồi thì lúc đấy thì tay dài cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Những chỉ số cộng thêm đến từ Darius, một con tướng đấu sĩ. Một cái giày thép gai là chấm hết cho Dersa cho tướng vừa rồi. Lệch đến như vậy, đi đến như vậy mà vẫn có thể solo được. Hay là các bạn có thấy trong chuyên nghiệp trước đây nó sẽ có cái kèo ngộ không với dây ấy. Con dây nó đi con ngộ không như thế mà vẫn cuối cùng đến level 6 không Odin vẫn thắng ở tốc hành chạy rồi. Có áo chẳng mấy, có Sejuani phía sau dính 5 stack rồi nhưng Darius hết R bạn ơi. Darius không có R, bị Sejuani đi thả diều và sau đó thì lên bảng là chắc là lên bảng rồi. Nhịp độ phun số bắn Q dứt điểm đối phương đến từ Darius, một pha cover hay đến từ Sejuani. Darius giơ tấm thân mình ra để bait cái E của Darius và bait thành công. Tôi không biết có chủ đích bait hay không nhưng mà vừa rồi Sejuani lên đúng cái nhịp cần phải lên đấy. Mặc dù pha đấy có Darius không có R để dứt điểm đâu nhưng mà nhìn chung đó là pha mà nguy hiểm tính mạng cho Darius rồi. Dính 5 stack của Darius, nó sẵn sàng bước lên nó đấm luôn rồi. Darius đã phải kích tốc hành để bỏ chạy cho thứ vừa rồi và không có đại băng tiễn tốc cover nữa. May là có cái bola băng ha. Một nhịp cover cần thiết. Đấy các bạn thấy lý do vì sao những con xạ thủ nó phải có hỗ trợ đi kèm ở đường chưa? Phá hất tung đến từ Bevest sau đó thì sao? Đại băng tiễn còn. Bắn luôn hay là như thế nào đây? Bắn trúng rồi, hit and run và đó là một mạng dành cho Darius nữa. Bevest lên báo rồi. Bevest lên báo Darius một mạng cho con Ashe này và sau đó thì về nhà có si vong là cút đấy. Xerath rót chú cuối tầm xa nhưng không làm khó được sai. Được sai vẫn đang lát hit cực kỳ tốt. Cánh dưới diễn ra một tiếng Lucian lại tiếp tục có mạng Lucian xanh đấy nha. Rồi về 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 anh em về lấy cái si vong cái. Chưa kích phun số được của cái trang bị lưỡi hái nên chưa có đủ tiền si vong rồi. Nhưng mà ở lại quên đánh nguy hiểm quá. Thôi thì về lấy ba mảnh của nó cũng tạm tạm vậy. Mua thêm một mảnh dao găm nữa. Tối ưu trang bị cho lần về nhà này luôn. Hơi tiếc là không có được cái si vong ha. Có si vong lấy cái nội tại của nó thả diều Darius phê đấy. Bởi vì Darius bắt buộc phải lên giày thép gai chứ không thể lên giày khác được. Một tiếng đứng gồng cái gì đó đến từ vị trí của Xerath và ăn quy đứt chết bởi Orianna. Nhưng mà cánh dưới có vẻ là hơi nát vì Lucian khỏe quá. Tốc độ đánh hiện tại là 1.4 và cực kỳ khỏe trong việc thả diều của Darius phía bên kia nhưng cần có dừng cover và cần có đại băng tiễn hoặc là ít nhất cần cái tốc hành hồi lại nha. Lucian đã bị shut down rồi ngon rồi. Heo lên trên kịp này anh em ơi. Một cú W đánh tay giật ra, đánh tay giật ra. Ê, bị trụ hit một hit rồi. Tiếp tục W cấu rỉa đánh tay một hit giật ra. Trụ không kịp target vào người của đối sai nha. Tiếp tục W đẩy đường và đã có hút máu đến từ hit trượng rồi. Vào đủ tầm là cho một quy luôn vào đầu đến từ Darius kìa. Darius cứ bước lên vào đủ tầm là kiểu gì ăn một quy anh em nhé. Hoặc là một đánh tay. Cú ưng tiễn dọc khu vực cánh trên bản đồ xuống. Và quyết định về để mua si vong. Kích phun số lễ hái về mua si vong rồi anh em ơi. Không quyết định ở lại ăn giáp trụ cho Darius farm thêm một wave nữa. Rồi ok. Đồ 2 để xem build đại bác hay build ma vũ anh em nhé. Hay là build lời nhắc tử vong luôn. Đã có si vong rồi, gác tầm 30 CS. 3 mạng so với một mạng của Darius phía bên kia. Cái này có full spell thì đánh được, còn nếu mà không có full spell tôi nghĩ là hơi khó đánh. Con Darius mặc dù vậy thôi nhưng mà nó vẫn có võ nó trả lại đấy. Đánh nhau to khu cánh dưới bản đồ rồi. Darius sau wave vừa rồi chắc là nó cũng về mua đồ thôi. Nếu nó ở lại thì nó sẽ bị ôm khá là nhiều tiền. Đây, nó đã ra rồi đây. Cầm si vong để xem được sai hit and run này các bạn ơi. Nào vào đây, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Đã đứt bơi vào đây, đứt. Đứng từ xa bắn đứt thế này thì không được bao nhiêu đam anh em ạ. Hít giáp trụ, hít giáp trụ, hít giáp trụ, hít giáp trụ. Chưa có tốc biến nên không dám hít giáp trụ rồi. Một hít giáp trụ không, 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 không. Giáp trụ có bao nhiêu máu nhờ. Không có tốc biến nên không dám đứng cần đa đứt. Flash kéo em vào trụ là chết anh em ạ. Đánh hết sức cảnh giác nha, đánh kỹ ác luôn. Kỵ cũng là đúng rồi các bạn ơi, sẩy chân một phát là nó solo kill đấy. Kim cương hàn lại còn 2 triệu thông thạo Darius nữa, không đùa được đâu. Đây này, có cái tốc biến tốc hành và có đại băng tiễn trở lại ăn giáp trụ vô tư này. Cho một cái W cấu rỉa xương xương. Một cái W đi bộ và đánh tay ăn trụ, ok. Đánh tay liên tục đến từ đường sai. Đã có trụ tâm tiến rồi đánh tay. Ôi kéo e xịt. Rồi kéo e xịt ha, kéo e xịt ha.
Ngay lập tức Đại Bằng Tiện bắn vào full stack nhịp độ, bắn liên tục từ đường xa. Cú Quy phát hồi máu, tốc biến ra từ đường xa đánh tay nhưng sát thương là không đủ 46 máu. Thôi phải ăn trụ là ngon rồi nhưng mà tham giết người ạ. Full stack nhịp độ và đang bắn R để bắn dưới trụ nhưng mà đam không đủ để sốc chết. Đam không đủ để sốc chết anh em ạ. Nhưng mà đầu 2 sẽ mua một cái trang bị thần thoại anh em nhé. Đại nó vẫn quy phát hồi máu được và The Sai bị quả hồi máu đến là outplay. Tốc biến ra nhưng vẫn chết. Quả băng trụ này cũng chịu nhiều hạt nhiều đam trụ ấy, cũng chịu tương đối nhiều đam trụ đấy. Đó anh em thấy chưa, không dễ đâu nhá, đánh tay dài đường trên nhìn thấy thôi không dễ đâu. Húp mấy con đấu sĩ đâu có dễ đâu các bạn. Đánh tay dài đường trên xảy ra một nhịp là chết thôi à. Gác 30 CS, đồ quá trời đồ, cầm suy vong hit and run nhìn ác chiến luôn. Đao đất bước lên kéo E xịt một phát là trắng cây các bạn. Nhưng mà quả quy flash của Darius là khá hay và The Side đã ỉ rằng mình sẽ có thể có đủ sát thương để giết Darius nên là không flash sớm. Đấy khi flash đi thì đã quá trễ rồi. Solo với Lucian có đại bằng tiện không? Lucian Navori món 2 với cung phong linh thôi, chịu hẳn. Còn Lucian lướt phong linh nó bắn Navori nó sấy thành trường là chết đấy anh em nhá. Không solo được đâu anh em, con Lucian này xanh điên đấy. Đang có đánh nhau và đại băng tiễn của The Sai còn, quyết định chưa bắn luôn. Quyết định cắm mắt đẩy đường trước đã. Ôi thôi, xin lỗi bạn ơi, kịp sức rồi, thôi, cút rồi. Lucian Navori món 2 được cút rồi, bộ là băng xịt đến từ Sejuani. Khúc cao trào nhưng Lucian thanh tẩy vẫn phải lên bảng. 1-1 ha. Nhưng sau đó thì Sona không biết có về kiểu gì đây. Zerat đến rót hàng tỷ kỹ năng vào đầu thế này thì cút rồi. Hơi gãy gãy, bắt đầu hơi gãy gãy rồi anh em ạ. Đánh như The Sai mà còn đang gặp như thế này thì anh em tưởng tượng các bạn mà không hit and run ra chất tướng, các bạn vác con át lên top có phải là trôn không? Tôi làm để anh em nhìn ra là thực ra là nó khó dùng và nó khó chơi chứ không phải nó dễ chơi, để các bạn ít pick nó đi chứ đừng có thấy The Sai pick mà pick vào là nó sẽ dở việc ra đấy. Đồng đội lại chửi nhau xong rồi. Hôm trước tôi mới bị một cái ông rank đồng, ông ấy chửi là phòng Văn Tùng làm hỏng hết cả rank Việt. Nó nhiều kiểu gì. Các bạn đánh làm sao người ta lại bảo Văn Tùng chỉ chết dở đấy nhá. Đánh hay thì chả thấy bảo Văn Tùng chỉ đánh hay mà cứ đánh dở là cứ gì thôi đổi đầu thôi. Mất luôn sứ giả sau tình huống vừa rồi. Chịu thôi, con Ad không có spell, gặp Lucian hai đồ thời điểm này nó bắn cho thì vỡ alo. Được cái The Side thì vẫn đang chăm chỉ farm rất tốt. Mid cũng có một Orianna đánh hay đấy nha. Ông Orianna mid kim cương hàn đánh căng ra phết. Chủ tốt luôn ha. Orianna farm 145 CS với cả có được một cây đây đẹp. 201. Chủ tốt luôn. Này sơ. Đánh cùng với Zerat thì không sợ lắm. Zerat poke hút máu lại từ suy vong được. Không vấn đề gì. Chỉ là muốn giết nó cũng không dễ nha. Đang có đánh nhau và người bị bắt lại đó là Sejuani rồi. Bộ là băng quăng vào hư không và sau đó mất flash chạy. Dính thanh trừng, dính nghi thức ma pháp và lên bảng. Đại băng tiến từ xa trúng Velvet mà thôi. Chỉ là một cú R để có thể hỗ trợ đồng đội rút lui và sau đó The Side cũng về. Không có định lại khu đường trên nữa. Cung phong linh à. Ui, cung phong linh thả diều nữa thì không có down đâu anh em ơi. Con át này down bé lắm. Dịch chuyển được dùng đến từ vị trí của Orianna để giữ trụ sau cú đến từ sứ giả. Và The Side thì không còn chiêu cuối để bắn Lucian nữa rồi. Ping một ai đó lên defend way top dùm tôi, súng bot tôi PK cái. À, có mèo vét ở đây nha, có mèo vét đây nha. Mèo vét cõng Yumi luôn đấy nha. Tán xạ tiễn nhưng không kết được còn... Ôi, xoay sóng âm tốt này. Orianna lao lên với một tiếng rồ sát thương nhưng rất tiếc đối phương đã lướt chạy được với khả năng hồi phục đến từ Yumi. Tính ra Ori có đam đấy nha, nó xoáy Lucian vừa rồi cũng có đam đấy anh em ạ. Nhưng mà Jin lên top đón wave được chưa đây bạn ơi? Bên kia Darius đã có chỉ phản kích cùng với cái giày thép gai rồi. Thực ra là Darius vẫn không phải là quá thọt, vẫn farm tạm tạm cùng với có được hai mạng.
Mà đều là hai mạng solo kill The Sai chứ không phải là vừa đâu. Lúc này thì The Sai đang hướng tới móc diệt thủy quái ở không, cái cung phong linh thì đúng hơn. Đang chỉ thẳng vào cung phong linh nhưng không biết là mua thì mua móc diệt hay mua cung nữa. Mua cung thì sẽ có thêm một cái công cụ để hit and run nhưng mà đang thực sự rất bé. Đang nó sẽ cứ từ từ giả dích nhưng mà lượng DPS của nó không nào cao bằng so với các con xạ thủ khác được. Mà nó không có đam dồn anh em ạ. Tình huống di chuyển tạt cánh đến từ vị trí của The Sai với con át tạt cánh thế này thì đường giữa đã có đánh nhau và Sona lên bảng của Lucian solo kill cho Sona rồi. Orianna, ôi đứng đây làm gì đấy bạn ơi, đứt đánh tay kích suy vong, bật quy đánh tay đứt nó chiều cuối luôn. Flash chạy vẫn dính đại bằng tiễn và sau đó thì Sejuani lao lên và confirm cái mạng này bằng cái W đấy từ The Sai. Đứng giữa team chết ba rồi, quân địch chết một còn team ta chết ba rồi. Đó là một tiếng kéo E tốt đến từ Darius và quy rìa vào bổ chiêu cuối thì bị Lucian KS hit and run đến từ The Sai, full stack nhịp độ hit and run, đánh tay quy đánh tay và đứt đánh tay. Tiếp tục đánh tay này, đánh tay giữ stack lại anh em ơi, đánh tay liên tục nhưng sát thương không có. W đến từ Velvet xịt rồi, đánh tay liên tục kéo E xịt từ Darius, bật quy lên tiếp tục kích suy vong lên, tiếp tục quy đánh tay liên tục đến từ The Sai, một vét bốn đến từ The Sai, quát ra kill chẳng, đứt flash fail rồi. Một tiếng đứt flash fail không có làm chậm đến từ The Sai, sau đó Lucian quay ngược trở lại bắn liên tục với hai đồ và sau đó không có đam ngoạn này, ông 1.400 tiền và không có đam cho tình huống vừa rồi, rất đáng tiếc cho The Sai. Không cao trào cũng không cướp được con rồng nguyên tố vừa rồi, Bevet có rồng và sau đó đi về và móc diệt thủy quái thôi. Tiếc thế nhờ, quả đứt flash đấy mà nó chuẩn là ngon rồi đấy. Quả đứt flash hình như là không có đam đứt anh em ạ, hơi với tầm cái W. Bây giờ mới có móc diệt thủy quái và sau đó thì lên cùng đao hay cùng cung hay là ma vũ đây. Bắn liên tục hit and run thế giới luôn đấy, một đánh bốn luôn đấy. Bên kia đúng kiểu toàn là chân bé đủ luôn, nhưng con Lucian pha đấy nó còn nhiều máu quá. Tí nữa thì hai lai ha, tí nữa thì hai lai. Team đang bắt đầu thua hơi nhiều đấy nha. Cũng may là có bạn mid, bạn đã đánh ngon, bạn đã cầm trịch ván đấu lại cho The Sai với cả con Jin farm thêm một tí. Nhưng mà nếu đánh teamfight về late game thì không biết là đánh lại con Lucian nó poke cho lòi phèo anh em ạ. Lucian 3 đồ nó E lên nó poke cho thì đúng là bay màu hết 11 11 xác, cầm 3 đồ lớn tại thời điểm này có Navori. Xuống dưới đẩy lẻ từ xa nhưng mà ưng tiện lúc này chưa hồi. Darius cũng không dám lao lên một cách quá liều lĩnh. Tầm này giơ mặt ra chỉ để con át nó bắn thôi chứ có làm gì được đâu. Orianna với Lucian đổi mạng khu đường giữa rồi, hay rồi. Không có E và không có spell đến từ The Sai nên đang phải trích bụi bằng W. Darius đã ra tới mid rồi, đứt Q rìa và sau đó thì là một tiếng bổ chết từ vị trí của Jhin, chắc chắn là chết rồi. Đồng đội chết hai, còn đối phương chết còn thằng xanh nhất. Sejuani thì lại không có Bola để mở. The Sai đã có mặt tại khu đường giữa rồi nhưng là tình huống 3 đánh 4. W làm chậm đối phương và sau đó bắn liên tục đến từ The Sai, kích được suy vong hay chưa? Kích được suy vong rồi, đánh tay liên tục bật Q lên. 3 đánh 4 cũng chơi. Đại bằng tiện bắn ra sau đó tiếp tục thả diều đến từ The Sai, tán xạ tiện bắn ra tiếp. Darius bổ một phát chiêu cuối R5 stack. Bay màu Sejuani của The Sai bắn hoài bắn mãi không chết ai cả và The Sai chắc là đi rồi. 3 đánh 4 và không có tí sát thương nào cả. Darius kéo E và ép tốc biến đến từ Sona, cú dịch chuyển đến từ Orianna, quy đúp. Không có lệnh sóng âm đến từ Orianna, rất đáng tiếc là như vậy, Zerat làm trắng trượt rồi. Tiếp tục nhặt cầu lên quy đúp. Lệnh sóng âm vừa kịp hồi lại xoáy chết Darius luôn. Sau đó thì kéo E lách lách đến từ vị trí của Orianna, lách như tun né W tốt. Quy đúp trả lại và sau đó thì tiếp tục thả diều, Zerat quy xịt rồi. Bé vét tiếp tục quy lên gồng E, sát thương không đủ dính nét vẽ. Lucian lướt lên với thanh trừng và sát thương là đủ để có double kill. Lucian tiếp tục lao lên bắn vào Jhin tìm kiếm cú triple và đã có triple cho Lucian rồi. Lucian quá khỏe đi các bạn ơi. Một game đấu khó dành cho team RSI nha. Bán mắt kiểm soát để hướng tới mảnh thứ hai của Ma Vũ Song Kiếm. Đối phương có ép Baron không ấy nhỉ? Một đối ba này đối phương sẽ ép Baron lắm. Bắn cái ưng tiễn ra cho lấy tầm nhìn cho Sejuani này. Sejuani đang bị con Zerat đang lùng. Belvet hết máu rồi. Đại bằng tiện bắn tới vị trí của Belvet đến từ vị trí của The Sai. Rất tiếc nhưng nó lại trượt rồi. Belvet hết máu nên là Baron nhổ chết được Belvet. Và sau đó Sejuani đang cố gắng bỏ chạy nhưng bị bắn đuổi Lucian và đã phải lên bảng. Như vậy đối phương đã chạy ra Baron rồi, ở đây có tầm nhìn thì phải. Té 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 anh em ơi, con Lucian xanh lắm. Nhưng mà chết bèo vét thế này thì bên kia cũng không ăn được Baron nhé anh em nhé. Bên kia chưa ăn được Baron thì đúng hơn.
Sona phía sau này Dersai quyết định đẩy trước một wave, đối phương lao lên với vị trí Lucian thanh chừng không thanh tẩy 0.1 giây và có thêm Mikael nữa, nhưng Dersai có mã shutdown 700. Yuumi kẹt lại mà nét vẽ không giữ chân kịp vị trí Yuumi rồi. Lucian đánh tay rất to cái game ơi. Đúng là arc super arc elo chúa, chương cuối giữ chân Dersai lại, Dersai đang quăng lách 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 dính một Q. Lách được chương cuối của Yuumi thì dính chi Q của Zerat vào lên bảng. Nhưng sau đó thì Jhin gỡ được mạng của Darius. Orianna đang gánh ác với những cú Q đúp liên tục. Orianna đang nhặt cầu lên và Q đúp. Sona là người ăn được cái mạng vừa rồi. Lại có người ra để Yuumi có thể nhập vào và sau đó là một tình huống được sai, chỉ đứng xem phim này thôi. Tốc biến né E của Belvet và sau đó bắn lại những tình huống bắn Q sát thương là chưa đủ. Sona đang phải giật ra với ngưỡng máu cực kỳ thấp. Orianna thì chưa có lệnh sóng âm và Sejuani đi thiểu hơi xa một chút cho tình huống này. Đây rồi, Seju đến với tình huống lái bô la hơi mù mắt một chút. Belvet đang có rút lui với tình huống hất tung vừa rồi. Seju đang càn lên tìm kiếm cú đánh tay làm choáng. Belvet quyết định quay người trở lại gồng E, giảm đam bị làm choáng, bị ngắt E và sau đó là một tiếng lên bảng cùng với Yuumi quét sạch không chính thức cho team của Dersai. Team gánh lõ luôn. Sau đó thì Lucian lao ra sấy thanh chừng, sau đó thì Lucian chết là có thể thua game. Lucian không chết cho tình huống này nhưng mà team của Dersai thì vẫn có cơ hội để ép Baron với thế trận 4 đánh 2 à 4 đánh 1. Lucian thả diều cực căng luôn kìa. Khúc cao trào trượt, nét vẽ trúng, Lucian vẫn sống. Người đi ra đó là Darius, quạt chỉ phản kích, sau đó thì sao? Bị thả diều và Darius không tiếp cận được rồi, Dersai đã đến với đại bằng tiễn từ xa. Đại bằng tiễn từ xa bắn ra, nó trúng vào ai đấy, trúng vào Lucian rồi kìa. Darius bổ R nhưng không đủ sát thương để giết ai cả. Jhin có một tiếng lựu đạn nhảy múa, nét vẽ giữ chân Darius lại và Dersai đến vét được một mạng. Tốc biến của Dersai còn bắn ưng tiễn ra và Lucian chạy rồi. Dersai né thành công cú Q đến từ vị trí của Zerat. Một tiếng PK Aram liên tục ở khu vực đứng giữa và team Dersai là những người có được lợi thế nhiều hơn về mạng hạ gục. Còn Lucian bên kia xử lý kỹ năng phải gọi là vãi luôn. Xử lý căng thật sự ạ. À. Lướt 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 nhìn trong hết cả mặt. Cuối cùng thì chỉ có Darius chết thêm mà thôi, không ai chết thêm nữa cả. Không ép được Baron, chỉ ép được con giống nguyên tố này. Và Dersai sẽ phải rút lui khi mà Belvet cùng với Zerat đang có mặt ở đây. Con át này thực ra mỏng lắm. Con át này giờ lỡ bị đụng tay và phát là chết à. Tốc biến của Dersai còn nhưng mà chục cuối chưa hồi kịp này. Đang cố gắng lang thang di chuyển cánh trên để giữ lại áp lực quanh Baron nhưng mà không có tí áp lực nào cả đến từ con Ash. Rất mỏng manh yếu đuối này. Người đang có mặt tại khu vực đứng trên đó chính là vị trí của Orianna thì phải. Đang di chuyển để lấy thông tin và ping liên tục đến từ Dersai. Rút lui đi bạn ơi, không có tí tầm nhìn nào cả. Giờ đấy bị bắt lẻ là rất dễ mất Baron đấy nha. Còn bây giờ khi đồng đội đã trở lại thì Dersai đang di chuyển lên cao để có thể đẩy đường cũng như kiểm soát tầm nhìn, nhưng vừa rồi con Zerat rót cho một Q kìa. May là con Sona nó heal ổn đấy chứ. Không là thở oxy với con Zerat phía bên kia rồi đấy. Waybot đang là khá xấu và không có tele rồi. Quyết định vào ăn bùa đỏ đến từ Dersai, game này thì Jhin nhường bùa đỏ là đúng thôi. Con Jhin có ăn bùa đỏ thì cũng không tận dụng được mấy vì đánh tay của Jhin chỉ có 4 viên. Để Dersai ăn thả diều nó sẽ tốt hơn. Nãy giờ đang xe farm khá nhiều tại khu vực đường giữa đấy từ xa cùng với con Jhin AD. Phát hiện ra đối phương đang ăn Baron rồi này. Seju vào tiến trước. Zerat rốt chiêu cuối lên chúng cả vào Dersai, chúng cả vào Jhin và Jhin hiện tại chỉ còn lại khoảng chừng 300 máu. Seju cướp thành công của Baron. W làm chậm, chiêu cuối còn dính làm choáng Zerat, dính W Zerat nhưng đánh tay được. Jhin đến phụ đam, Zerat sẽ phải lên bảng, Jhin là người ăn được mạng. Phía bên trong thì Orianna cùng với Darius đang PK lẫn nhau và đó là tình huống mà Darius đã phải lên bảng sau khi dứt điểm được Sona. Game này Orianna gánh ác anh em ạ. Sejuani cũng đã làm tốt phần việc của mình, đó là pha cướp Baron và tình huống đổi mạng là rất tốt. Dersai chỉ bắn con Zerat là chủ yếu thôi chứ còn tuyến sau thì không bắn nhiều. Thế nhưng mà tuyến trong đã có một tiếng giao tranh và Orianna cùng với đồng đội đã giết cả được Lucian nữa. Không biết bằng kịch bản như nào mà giết được cả Lucian phía bên kia nữa. Có vẻ là tình huống giao tranh nó hơi xấu cho bên phía team 2 khi mà úp mặt vào Baron như vậy. Và gặp ngay cái lệnh sóng âm co cụm trong Baron chắc là cút hết thôi. Vẫn còn 3 búp Baron đến từ team Dersai nha. Nhưng đấu vẫn đang khá căng và đây là tình huống Bayvet đang đứng rình rình cái gì ở đây bạn. Ôi nó càn khỏe thật đấy. Nó mổ chết được con gì, nó nhặt chân thân lên kìa. Dersai đang có ý định tiếp cận tiếp với khả năng thả diều, lệnh sóng âm hồi kịp đến từ Orianna xoáy chết luôn vị trí của Bayvet, chết cả Yuumi ở đây, double kill cho Dersai. Đi theo con Orianna đánh sướng quá anh em ơi. Mới tầm kim cương 4 hàn thôi nó đánh căng như thế này rồi, có thể là có những cả những cao thủ các thứ nữa. Dersai tự tin lao lên đẩy và sau đó thì về 2008-2009 tiền. Đánh tay đôi với Lucian, lớn đại bằng tiễn tầm gần và Lucian thanh tẩy nhưng có một cái khúc cao trào bồi thêm vào Sejuani lái bộ là bằng trúng vào Darius, hit and run nhích chân không nổi. Nhích cái chân không nổi các bạn ơi. Và mạng dành cho Dersai, đó là 4 mạng liên tục dành cho Dersai rồi.
Gerard đang rót nghi thức ma pháp ở một chấm máu tại khu vực trụ 2, khu vực đứng trên của các thành viên team 2. Và tôi nghĩ rằng con Gerard đã cũng cút rồi. Seju thì bắt đầu vào vị trí và chỉ cùng cú trừng phạt thôi là Seju đã có thể kết liễu được Gerard. Được xa trong nhà chính thì đang cố gắng kết thúc ván đấu khi Belvet cùng với Yumi đang là hai người đi ra. Sau đó không có khúc cao trào ha. Trường cuối đưa ra đến từ Yumi và được sai lách được xuống khu cánh dưới. Trong khi đó thì chưa chết vị trí Gerard à? Đừng nói Gerard vẫn về được nha. Về được là hơi khó end game à. Phát lao lên đến từ vị trí của Belvet, tung E để giảm đam, sau đó bắt buộc phải quy về. Được sai bắt đầu hit and run vào cái nhà chính rồi. Hit and run vào nhà chính đối phương. Lính còn lại hai con với Baron Boop. Và vẫn đủ để ăn trụ, đó là một trụ nữa dành cho team của Dorsai và quyết định phá nhà rồi. Khúc cao trào ngắt thành công cú thanh trừng và Lucian không có thanh tẩy nữa. Belvet lao lên và sau đó bắt buộc phải lao về. Dorsai đang phá nhà rồi. Lucian lao lên tính tấn công Dorsai, Dorsai tốc biến né kéo và sau đó thì thả diều ngược trở lại. Đang rất hết tốc hành rồi. Lucian hết máu lên, bản điểm số sẽ nét vẽ được từ Jin và Gerard do chết được Jin cho tình huống này. Nhưng nhà chính thì chờ chọi. Dorsai đang cố gắng đánh tay vào tướng đối phương, đại bằng tiễn hồi lại, bắn ngay lập tức hay là dùng đây hay là dừng đây dừng. Bắn tay thôi. Đại bằng tiễn hướng tới Gerard để kết thúc ván đấu. Ok, GG. Bắn phải gọi là cháy máy luôn, bắn gãy tay luôn anh em ạ. Game này thực ra là Orianna gánh nhiều đấy chứ. Gerard bên kia nó ba đồ kho và nó sát thương cực kỳ lớn nhá, nhưng mà có Sona hồi phục. Vừa hay mà vừa may nữa. Để xem là hiện tại thì sau game đấu này thì Dorsai quyết định Dorsai lên được mức rank kim cương 4. Và đây là một mức rank thực ra là Elo ẩn khá cao nên nó nhảy bậc từ bạch kim lên anh em nhé. Orianna gánh được tầm 31.000 sát thương của Dorsai với người lead dam với 39.000. Bên kia Lucian hai đồ xanh sớm nhưng không gánh nổi. Đội hình này quá lù đù về cuối game đấy các bạn. Rất thiếu chống chịu tuyến trước và thiếu sự chủ động trong lối chơi khi mà không có mở. Phụ thuộc quá nhiều vào Lucian bắt lẻ. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi một cái giao án mà tôi không khuyến khích anh em dùng trong rank nếu các bạn không đánh hay được như Dorsai. Và kể cả đánh hay như Dorsai các bạn thấy là cũng khó dùng. Nó chỉ là khó chịu thôi chứ còn để mà dùng mắc ping nó không phải là dễ anh em nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều, hẹn gặp lại anh em vào những giao án khác. Bye bye.